Tình huống xảy ra ở phút 79, xuất phát từ cú sút ngoài vòng cấm của Masaray. Ban đầu, trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hưởng quả phạt trực tiếp vì cho rằng cầu thủ Bình Định phạm lỗi ngoài vòng cấm. Sau khi đưa ra quyết định, phía trọng tài biên Nguyễn Thành Trung đã phát tín hiệu cho trọng tài chính về vị trí phạm lỗi. Trọng tài Vũ tham khảo riêng ý kiến của trọng tài Trung trước sự phản ứng. Cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phản ứng mạnh, trợ lý trọng tài thứ nhất Nguyễn Thành Trung cũng căng cờ báo hiệu với trọng tài Vũ hơn một phút, ông Vũ mới chạy ra sát đường biên dọc hội ý với vị trợ lý của mình trước khi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng quả phạt đền. Sau khi trọng tài chính thay đổi quyết định cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hưởng quả phạt 11m, cầu thủ Bình Định lao vào trọng tài Trung nói lý lẽ. Quả phạt đền nói trên giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng gỡ hòa rất quan trọng với Bình Định, tránh cho đội bóng thành phố thoát khỏi cảnh rơi xuống cuối bảng V-League 2023. Hòa 1-1 với Bình Định, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm sau 6 trận, tránh được vị trí cuối bảng. Vị trí này vẫn đang thuộc về SHB Đà Nẵng, đội mới có 3 điểm. Còn với đội Bình Định, họ có 10 điểm, cách đội đầu bảng câu lạc bộ Hà Nội 4 điểm. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lại dành lời khen cho tổ trọng tài bắt trận đấu này. Trận hôm nay, sự phối hợp giữa trọng tài chính và trọng tài biên là tốt, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ trong phòng họp báo. Chúng tôi đã quay lại video, phòng kỹ thuật báo đây là phạt đền 10-10, trọng tài biên đã dũng cảm và quyết định đúng. Tình huống đó là phạt đền. Tôi nghĩ hôm nay trọng tài làm tốt khi cảm nhận được tình huống này có ảnh hưởng đến nỗ lực người khác. Trọng tài có thể sai nhưng tư tưởng không có vấn đề gì thì sẽ làm tốt.